Các em học sinh khối lớp 8 trường Trung học cơ sở Chu Văn An thân mến, năm nay đã lên lớp 8, các em đang háo hức chuẩn bị một năm học mới đúng không? Để giúp các em làm quen với bộ môn ngữ văn, hôm nay cô sẽ giới thiệu với các em chương trình ngữ văn lớp 8. Mục tiêu cần đạt của bài này là giúp các em làm quen và nắm được tổng quan nội dung chương trình ngữ văn lớp 8, giúp các em chuẩn bị tinh thần xây dựng phương pháp học tập bộ môn một cách chủ động, tích cực và hiệu quả. Trong học kỳ 1, với 3 phân môn văn, tiếng Việt và tập làm văn, phần văn, đầu học kỳ các em sẽ làm quen với truyện ngắn, bút ký, tiểu thuyết của các nhà văn Việt Nam giai đoạn 1930-1945. Văn học nước ngoài, các em sẽ thấy tội nghiệp với hình ảnh của cô bé bán diêm, hay là các em sẽ thấy rất là buồn cười với nhân vật hài bất hủ Don Quixote. Tiếp tục văn bản Nhật dụng, các em sẽ tiếp cận với các kiến thức khoa học về dân số, về môi trường, về y tế. Về thơ, các em sẽ được làm quen với các nhà chí sĩ cách mạng yêu nước đầu thế kỷ 20 như là Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh. Phần tiếng Việt, chúng ta sẽ làm quen với từ và câu. Về từ thì các em sẽ học về nghĩa của các từ loại, từ tượng hình, từ tượng thanh, đặc biệt là các biện pháp tu từ. Về câu thì các em sẽ làm quen với câu ghép và các loại dấu câu. Về phần tập làm văn thì chúng ta tiếp tục với thể loại văn tự sự, nhưng mà mới hơn lớp 7 ở chỗ là văn tự sự có kết hợp với yếu tố miêu tả và biểu cảm. Cuối cùng là một thể loại tập làm văn rất là mới với các em, đó là văn thuyết minh. Một thể loại văn rất là gần gũi trong đời sống của mình, ví dụ như giới thiệu về đồ vật, về con vật, về loài cây. Sang học kỳ 2, thì phần văn, đầu tiên ta sẽ làm quen với các tác phẩm thơ giai đoạn 1930-1945. Với các nhà thơ mới mang cái phong cách phương Tây vừa tự do vừa lãng mạn như là Thế Lữ, Tế Hanh, Vũ Đình Liên. Thơ cách mạng thì chúng ta sẽ làm quen phần nhiều với thơ Tố Hữu và thơ của Bác Hồ. Về phần văn nghị luận thì chúng ta sẽ tiếp cận với văn bản nghị luận trung đại, văn bản nghị luận hiện đại. Về văn bản nghị luận trung đại, chúng ta sẽ làm quen từ thế kỷ thứ 10 cho đến thế kỷ thứ 15 với những cái tác phẩm rất là nổi tiếng, ví dụ như là Hịch Tướng Sĩ hoặc là Chiếu Dời Đô. Về văn nghị luận hiện đại thì chúng ta sẽ làm quen với tác phẩm Thuế Máu của Bác Hồ. Phần tiếng Việt, các em sẽ học các loại câu như là câu nghi vấn, câu cầu khiến, câu cảm thán, câu phủ định. Trong tiếng Việt các em sẽ học giao tiếp như là hội thoại và cuối cùng là phần lựa chọn trật tự từ trong câu. Tập làm văn thì chúng ta tiếp tục với văn bản thuyết minh. Trong đó chúng ta sẽ tiếp cận với các cái văn bản về danh lam thắng cảnh, về phương pháp, về cách làm, và các em phải thực hiện được cái văn bản thuyết minh. Về văn nghị luận thì chúng ta thấy là văn nghị luận ở đây đã nâng cao, kết hợp với yếu tố biểu cảm, yếu tố miêu tả. Thì các em chú ý cái thể loại văn này nhé, vì nó rất là quan trọng. Nó gắn với các cái bài kiểm tra định kỳ của chúng ta. Cuối cùng là văn bản hành chính. Phần kiểm tra và phần đánh giá thì đây là phần dự kiến thôi nha các em. Kiểm tra đánh giá thì có hai dạng kiểm tra, đó là kiểm tra thường xuyên và kiểm tra định kỳ. Về bài kiểm tra thường xuyên thì ở học kỳ 1 dự kiến sẽ làm ở tuần 6 cho đến tuần 8 với hai phân môn là văn bản và tiếng Việt. Ở học kỳ 2 từ tuần 28, 29, 30 với hai phân môn luôn, văn bản và tiếng Việt. Như vậy trong năm lớp 8 kiểm tra thường xuyên thì chúng ta có 4 bài.
Bài kiểm tra định kỳ thì đây là những bài kiểm tra khó và chúng ta phải làm tập trung. Kiểm tra định kỳ học kỳ 1, nghĩa là giữa học kỳ 1 á, chúng ta có thể thực hiện ở tuần thứ 9 và tuần thứ 10. Ở học kỳ 2 thì chúng ta sẽ làm giữa học kỳ khoảng tuần 27-28. Và cuối cùng là phần kiểm tra định kỳ cuối kỳ. Đây là phần rất là quan trọng để chúng ta có được cái kết quả tốt của phân môn ngữ văn. Thì các em cần nắm lịch để chúng ta phải chuẩn bị làm bài kiểm tra thường xuyên và kiểm tra định kỳ cho tốt nha các em. Đến với phân môn ngữ văn lớp 8 thì thầy cô sẽ lưu ý các em một số sự chuẩn bị cho bộ môn. Chúng ta sẽ chuẩn bị 3 quyển vở bao bì màu xanh dán nhãn. Một là bài học, hai là bài tập và quyển thứ ba là bài soạn. Phần sách giáo khoa thì các em sẽ phải bao bì ni lông hoặc bao bì giấy, rồi chúng ta ghi tên dán nhãn cẩn thận. Trong lúc học tập bộ môn sẽ có những cái hoạt động thảo luận, những hoạt động ngoài giờ lên lớp hoặc các hoạt động các em sẽ được học ở thư viện thì các em cần chủ động, tích cực. Đặc biệt là các em phải soạn bài, phải học bài, phải chuẩn bị tập vở thật tốt trước khi chúng ta học, trước khi chúng ta lên lớp. Cuối cùng, cô giới thiệu với các em địa chỉ mail của một số thầy cô giáo dạy bộ môn ngữ văn ở trường chúng ta. Cô xin chúc các em bước vào một năm học mới với nhiều thuận lợi, thành công và gặt hái được nhiều kiến thức bổ ích. Xin cảm ơn các em đã theo dõi video của cô.